Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. Đủ độ hiệu của huấn luyện viên Carrick. Carrick là rapper theo phong cách hardbeat, thời trang chạy theo xu hướng. Với bộ sưu tập sneaker đắt tiền, nhiều mẫu thuộc phiên bản giới hạn, các món đồ tạo sự thoải mái như áo oversize, quần bóng rổ. Khi ngồi ghế huấn luyện viên tại Rap Việt, Carrick chọn cây hàng hiệu thể thao của Gucci kèm theo một đôi giày Air Jordan 1 Off-White có giá vào tay khoảng 130 triệu đồng. Một trong những đôi giày yêu thích nhất của Carrick là Jordan 1 Dior 2, giá sang tay hơn 200 triệu đồng. Khi ngồi máy bay, anh mặc quần short bóng rổ thuộc bộ sưu tập Dior kết hợp áo hoodie giá khoảng 30 triệu đồng, chiếc túi xách Dior Messenger, phối vải canvas và da, phong cách unisex trị giá khoảng 38 triệu đồng. Thời trang ở sân bay của nam rapper thường không cầu kỳ, diện áo thun và mũ len Dior. Anh đi đôi giày Louis Vuitton 480 Chanel, giá dao động từ 27,5 đến 37 triệu đồng trong một buổi biểu diễn. Rapper mặc áo Prada Nylon Color Jacket phiên bản Color Block trị giá khoảng 55 triệu đồng. Chỉ riêng chiếc nón len Prada của anh có giá khoảng 10 triệu đồng. Đôi giày Bottega Veneta cao cổ giá khoảng 26 triệu đồng. Rapper thích những gam màu nổi, form dáng rộng, thể hiện sự phóng khoáng và bất quy tắc. Carrick diện áo bomber và quần thun từ thương hiệu Champion trị giá khoảng 5 triệu đồng khi dạo phố ở Hà Nội. Áo khoác vải tweed thuộc thương hiệu Chanel được anh kết hợp với túi xách cùng hiệu size vừa. Rapper sơn móng tay đen, đội mũ và xỏ khuyên tai để tô đậm phong cách unisex của trang phục. Anh theo mốt đi giày hai chiếc khác nhau của Air Jordan 1 trị giá khoảng 40 triệu đồng. Sự xuất hiện tại sự kiện hồi tháng 11, Carrick diện mẫu áo len với khóa kéo ở giữa hai ống tay áo thuộc bộ sưu tập mới nhất của Gucci. Đôi giày Gucci Basket High Top có giá khoảng 25 triệu đồng, kiểu dáng mạnh mẽ và phối đa sắc. Rapper từng diện một bộ trang phục thể thao cũng của Gucci với thiết kế đơn giản, tạo điểm nhấn là đường viền màu nổi phần tay và chân.